Thưa quý vị, Quỳnh Năng Nhiêu, tên thật của nghệ sĩ Bảy Nhiêu, nghệ sĩ đa tài kép hát lừng danh, là một trong những người đầu tiên đem cải lương ra nước ngoài, được trình để Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét đặt tên đường. Đường Quỳnh Năng Nhiêu dự định được đặt cho đường đang được tạm gọi là đường trường tiểu học Thốt Nốt 1 và đường nối Gentraco. Đường được giới hạn từ quốc lộ 91 đến cổng trường tiểu học Thốt Nốt 1 và đường nối đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học, Ông Nguyễn Năng Nhiêu, tức nghệ sĩ Bảy Nhiêu, là nghệ sĩ đa tài, ông bầu của nhiều đại bang nước tiếng, một thầy tuồng và là nhà báo sân khấu lừng lẫy. Việc đặt tên của ông cho tuyến đường góp phần tôn vinh công trạng cũng như giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.